Hello, BDS của Bí 1 xin chào tất cả các bạn nha. Hôm nay mình đã có mặt tại xã Xuân Hưng, huyện Xuân Lộc, giáp Vành Đai, ranh giới của huyện Hàm Tân, tỉnh Bình Thuận. Hôm nay ekip nhà đầu tư bất động sản của anh gia đình chúng tôi đã có mặt tại nơi này nha. Bạn nào mới biết BDS của Bí 1, hãy đăng ký kênh, subscribe và chia sẻ mọi người biết tới nha. Và mình sẽ có những cái video rất thú vị cho tất cả các bạn để tìm hiểu khu vực để đầu tư bất động sản tại khu vực tỉnh Bình Thuận giá rẻ bất ngờ, mua bên mình hỗ trợ cho nha. Tiền nong không quan trọng đâu nha các bạn nha, cứ thích đất chốt đất, hỗ trợ cho anh em đầu tư luôn, đúng không em Sơn? Đúng rồi, tại vì hình như là hết đất đồng này. An toàn giao thông không nói với rượu bia. Đấy, các bạn chạy xe phải cẩn thận nha. Đi đầu tư bất động sản ăn nhậu ít thôi, đi ra ngoài là không có được đâu, phạt chết đấy. Rồi, chúng ta đã tới giáp ranh tỉnh Bình Thuận, huyện Hàm Tân rồi. Vành đai của xã Xuân Lộc đã hết. Thì chúng ta sẽ nhìn ở phía trước nha. Tỉnh Đồng Nai, Xuân Lộc, huyện nông thôn mới, hẹn gặp lại quý khách. Danh giới hành chính tỉnh Bình Thuận. Ờ đó. Anh Ba Khí á. Qua bên Bình Thuận với anh Ba Khí á. Mình cứ biết là trại giam Thủ Đức nó là giáp danh Bình Thuận với Đồng Nai đó, trại giam Thủ Đức á. Ồ, tỉnh Bình Thuận, huyện Hàm Tân. Trại giam Thủ Đức. À đây à. Đúng 87 cây là đến, đúng là đến đất Bình Thuận. Từ nhà mình á. Ừ, 87 cây. 87 cây. Vậy là hồi nãy là chúng ta đã đi là từ thành phố Biên Hòa thuộc phường Tam Phước, đã đặt chân tới tỉnh Bình Thuận giáp ranh với xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc là 87 km theo chuyên gia đường phố và cũng là đầu tư bất động sản tại khu vực cảng không quốc tế Long Thành. Bắt đầu ở đây nó lắp camera. Chạy chậm chứ à? Nó không cho chạy chậm mà cho chạy 80 này, nhưng mà nó giải phân cách cấm vượt, anh đâu có chạy được. Nó ác vậy. Dạ, chỗ nào đoạn cách này là vượt được à? Xã Tân Đức, huyện Hàm Tân, quốc lộ 1A nha các quý vị. Trại giam số 1 Thủ Đức. Ủa ở đây cũng thật, trại giam không hả? Dép tôi mới đến nằm ngoài đây. Thì mình cũng giới thiệu đôi điều với theo anh Sơn chuyên gia về đường phố. Thì anh có nói là khu vực bên này là gọi Z30D, là khu vực về phía mà gọi là trại giam ha các quý vị ha. Đó, Bình Thuận và với Xuân Lộc giáp nhau. Đây là xã Tân Đức nha. Thì hôm nay mình sẽ có cơ hội mình chỉ em nào mà muốn tìm chồng không rượu chè cờ bạc thì đến đó. Ngoan, cứ sáng đi làm rồi chiều về nhà ngủ chứ không có đi đâu cả. Quanh quẩn ở đấy thôi. Quanh quẩn đấy thôi. Đó là những tấm chồng là mơ ước. Trăm phần trăm là không rượu chè cờ bạc. Đó kia đâu rồi? Hai bạn kia nó chạy nữa, chạy lơ là không để ý biển, là có khi vừa nãy có khi đoạn Đồng Nai gần cuối Đồng Nai nó sớp rồi chứ. Đâu có, nó đứng một tốp, đứng dày đấy. Vừa gần chớm hết đất Đồng Nai, gần hết đất Đồng Nai kìa, đứng. Chạy mà mãi nói chuyện không để ý biển, cái một dễ dính. Đấy, mấy này Phật ngồi không.
Tất cả trên đường này có camera. Bất cập cái một là cái biển nó chưa rõ ràng mà gắn cái camera phạt nguội là nó dở, nó bất cập. Thì biển thay vì nó muốn gắn thì nó phải đưa hết tất cả các biển báo ra giữa đường. Mấy cái này phạt nguội, mấy lấn lên này. Bây giờ như xe này mà nó chắn khuất cái mình vượt cái, vừa vượt qua cái mất biển rồi là chịu bó tay. Mất biển nó hạn chế rồi là chịu bó tay, cứ khi vẫn cứ đâm 80 km/h là thua. Có nhiều anh chị bảo là ở tỉnh Bình Thuận này có một cái khu công nghiệp mà mình hôm nay mình sẽ ra thăm ông bạn mình luôn nha. Đang quản lý tại khu công nghiệp này là kế hoạch của trong cái dự án được đầu tư khu công nghiệp tại huyện Hàm Tân này ha. Thì sắp tới nữa thì mình sẽ review luôn cái khu vực khu công nghiệp của huyện Hàm Tân này để như thế nào. Chạy 80 nhưng mà nó vạch liền không cho vượt. 80 vạch liền không cho được, không được phép vượt. Mà tí có khi hết cái vạch liền này nó lại cho chạy 50 lại được phép vượt. Cứ bon khuất một cái một là trưởng bộ giao thông ra đây ấy, chạy vượt xong rồi tấm cổ những cái thằng nào nó vẽ ra cái đường này chạy vậy mà không muốn lắp. Người ta chấp nhận, tài xế họ chấp nhận luôn, nhưng mà với điều kiện là phải lắp rõ cái biển chắn ra giữa đường ấy. Họ muốn vượt hay như thế nào họ cũng nhìn thấy cái biển. Đây, vừa như mình vượt như vậy mà nó khuất một cái một là không biết là biển nó nằm đâu. Có khi lên trên kia là dính đòn. Đấy, khuất xe lớn. Đặt thì đặt mỏ cát Tân Đức vào 2 km bên tay trái của chúng ta. Khuất xe lớn là một chuyện, nó đặt biển nó còn khuất cả cây luôn ấy. Chấp nhận, dân chấp nhận là phạt nguội cũng ok để cho nó tiện như chạy đỡ, chạy xe khách cho đỡ chạy làm. Với điều kiện biển nó phải rõ, tại vì nó chỉ cái này nó chỉ được mấy thằng xe tải thôi. Xe tải nó cao nó nhìn thấy biển ấy nhỉ, nhưng mà xe mình là thua. Hết vượt cái cắm sạch cái biển 50 thua. Đấy, mình cũng xin chúc các bác đi đến đây là phải luôn an toàn nha. Vừa rồi là chuyên gia về đường phố cũng có chia sẻ rồi, những cái thông tin mà vượt đèn xanh đèn đỏ này cũng cố gắng cẩn thận nha. Nghe video này nhớ like và share và chia sẻ mọi người nha. Mình xin tạm dừng video này nha. Hẹn video kế tiếp nha.